Một mùa lễ hội Halloween nữa lại sắp đến. Những quả bí ngô là hình ảnh không thể thiếu tại lễ hội Halloween ở khắp nơi trên thế giới. Kéo theo đó là cả những cuộc thi không kém phần độc đáo như cuộc thi bí ngô khổng lồ của bang Utah, Mỹ. Matt McConkey, 29 tuổi, là người yêu thích những quả bí ngô khổng lồ từ khi còn nhỏ. Hiện nay, anh đang cố gắng phá kỷ lục do chính mình lập ra vào những năm trước với quả bí nặng gần 907kg. Quả bí này được trồng để chuẩn bị cho lễ hội bí ngô khổng lồ được tổ chức thường niên tại bang Utah, Mỹ. Kỷ lục gần đây nhất của Matt được xác lập vào năm 2014 với quả bí ngô nặng 824kg. Matt McConkey là một người môi giới bất động sản. Anh bắt đầu trồng bí ngô từ 9 năm trước. Anh mua một mảnh đất nhỏ ở Nam Orden và bắt đầu công việc trồng trọt của mình. Matt McConkey chia sẻ, khi bắt đầu trồng những quả bí, chúng chỉ như những em bé, nhưng chúng phát triển thực sự nhanh. Ngay từ khi bắt đầu, tôi luôn muốn có thể trồng ra những quả bí khổng lồ. Kết quả ngày hôm nay đã không hề làm tôi thất vọng. Matt McConkey phải dùng tới một chiếc xe nâng hàng, một chiếc xe kéo mới có thể nhấc quả bí ngô lên cân. Anh cũng cho biết việc trồng một quả bí ngô khổng lồ là việc đòi hỏi kỹ thuật khoa học. Ban đầu anh nghĩ rằng quả bí này sẽ dừng lại ở khoảng 130kg. Tuy nhiên, nó đã phát triển rất tốt, tăng tới 23kg một ngày. Khoảng thời gian tập trung tăng trưởng của đa phần những quả bí ngô thường diễn ra trong 100 ngày. Tuy nhiên, quả bí này đã phát triển trong những 115 ngày với trọng lượng khổng lồ. Để trồng được những quả bí ngô lớn nhất có thể, Matt McConkey cho biết từ mùa xuân, anh phải lấy mẫu đất trồng đem tới phòng thí nghiệm để biết cần bổ sung thêm những loại dinh dưỡng gì cho cây. Tiếp đó, anh cho thêm mùn gỗ và phân bò để bón vào đất, bổ sung dinh dưỡng cho cây, đồng thời liên tục theo dõi sự phát triển của cây và quả. Hàng năm, Matt McConkey luôn đặt mục tiêu trồng được ra những quả bí ngô năm sau to hơn năm trước. Anh chia sẻ, tôi rất thích công việc trồng trọt với những kế hoạch và tính toán khoa học để cho ra những quả bí ngô ngày càng to hơn nữa.